ngoại. Xin chào các cô. Đi trên chiếc xe hoa đền thờ quốc tổ hải ngoại. Lại một xuân đến trong. Và chúng ta có thượng nghị sĩ. Dạ vâng, chúng ta có dân biểu tiểu bang Assemblyman Tyler Yip. Tình em với anh, xuân nay anh không về. Assemblyman Tyler Yip was elected to the California State Assembly in November 2018. He proudly represents the 72nd district located west of Central Ward County, including the city of Gatineau and home to Little Saigon. For the 2019 and 20 legislative session, Assemblyman Tyler Yip served as Vice Chair for the Housing and Community Development Committee and the Committee on Arts, Entertainment, Sport, Tourism, and Internet Media. He also served as a member of Appropriation, Public Safety, Transportation, Labor and Employment, and the Joint Legislative Audit Committee. Assemblyman Tyler Yip is proven to be a advocate. Welcome to the temporary Assemblyman Tyler Yip. Và tiếp theo chúng ta có Thước Reporter tránh lục sự quận ca Như Nguyễn. Quý vị nào mà mới làm đám cưới nè, mới mua nhà mới nè, mới thừa hưởng gia tài nè, là phải đi gặp anh Hiếu Nguyễn từ quý vị. He's the first Vietnamese American in the United States elected to be in the position to protect and safeguard all important records throughout Orange County. Ông là một trong những người dân cử Mỹ gốc Việt đầu tiên đang giữ gìn hồ sơ quan trọng của quý vị lắm đó. Ai mà mới mua nhà sang tên nhà bán nhà, hoặc là không có cần phải mua mướn nhà, chỉ cần mua nhà là phải đi gặp ông Hiếu Nguyễn để mà ông lục sự này ông ghi quyền chủ quyền nhà của mình nha. Happy New Year. Rồi cơ sở thương mại mở ra Gardner cũng phải chạy lên Orange County Record Office để mà ghi danh, để mình cuối năm đóng thuế cho quý vị hết á. Và kế tiếp chúng ta có Pacifica High School Marching Band. Alright! Welcome Pacifica High School Band! Đây là trường học Pacifica High School Marching Band và Color Guard. Đây là ban nhạc hoạt động dưới sự chỉ đạo của thầy giáo. Cho percussion là Ezekiel Lancer. Thầy giáo cho Color Guard là Bobby Vega. Các em ca đáp và đang nghiêm chỉnh để mang các lá cờ của các tiểu bang khắp Hoa Kỳ. Thưa quý vị, một tràng pháo tay chào đón cho các em Pacifica High School Marching Band. Và kế tiếp chúng ta có Anaheim High School Band. The 2020 10th Parade is proud to have the Anaheim High School Band and pageantry in the parade this year. Anaheim High School has an award-winning program that includes marching band, concert band, drumline, jazz band, and color guard. This year, the band won several first-place trophies for their parade and field show performances. The colonist band and pageantry is proud to represent the city of Anaheim and is under the direction of Mr. Gracie Garcia. Alright, let's see the magic band performing. Trong khi chờ đợi đang xem các em của Anaheim Magic Band trình diễn, let's step forward a little bit more. Can you move and perform at the same time? Moving to the middle of the stage. Và thưa quý vị, trong khi đang chờ đợi các em của trường Anaheim High School Magic Band diễn hành, quý vị nhớ mua vé số nha. Giải độc đắc là một chiếc xe 2020 mới toanh, chỉ có 15 đồng mua 2 tặng 1. Cơ hội trúng chiếc xe mới cao cấp trị giá gần 16.000 đô la. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn cho Anaheim High School Band.
botanical. Rose botanical hemp CBD oil products. It's not marijuana, it's CBD, an alternative method to achieve health and wellness. Rose botanicals provides hemp CBD oil, body creams, bath bombs, and health support for your pets. Rose botanical hemp CBD oil can help with a variety of ailments such as anxiety, depression, problems sleeping, pain and inflammation in the body, skin conditioning, and overall relaxation. More information can be found at www.rosebotanicalsinc.com and use the code PARADE at checkout for 10% off. And now we have City of Santa Ana, Mayor Miguel Pulido. Hello, Mr. Pulido. How are you today? Thank you for joining us this year, as always. We're so glad to see you joining with us. All council members of City of Santa Ana being with us today. All right, we have passing us Mr. Miguel Pulido, and next is Juan Villegas. Villegas, yes. He's the second of the seven children of Mexican immigrants, Karen. He's a supporter of the Vietnamese community and is proud to have supported Senate Bill 895 signed into law in September of 2018. Hi, Vincent Sanienja. Good to see you again. Happy New Year. He's always been a strong supporter of the Vietnamese community and has actively fought for the interests of the Vietnamese community. Councilmember Sarmiento is the initiator of the City of Santa Ana resolution recognizing the Vietnamese American Freedoms and Heritage Act. Welcome to the temporary of Garden Grove, Mr. Vincent Sarmiento. And next we have Councilmember David Penazola, represent Ward 2. David was born in Santa Ana, raised in the Memorial Park neighborhood. He's the youngest of three children to immigrant parents from Guerrero, Mexico, and is proud to be a supporter of the Vietnamese community. Next to Jose Solorio. Are you walking on the street, Jose Solorio? Yeah, yes, council member of City of Santa Ana. Hi, Jose. Wow, thank you. All right. Gracias. Gracias, muchas. Happy New Year, and we have Phil Becerra. He was elected to Santa Ana City Council to represent Ward 4 in November of 2019. He's the second Asian American and first Filipino American elected to Santa Ana City Council. He previously served on the Santa Ana Planning Commissioner for 5 years and on the city's General Plan Advisor Group. And now we have Brightita. Brightita là công ty dược phẩm thảo dược 100% hữu cơ tại Hoa Kỳ, tức là organic, rất từ nghị. Và với dây chuyền sản xuất được FDA giám định và chấp thuận, organic dược thảo Brightita đông trùng hạ thảo giúp cải thiện hô hấp, chống lão hóa, giải độc và cải thiện chức năng gan, tâm linh chi đỏ, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể hạn chế tế bào ung thư và ngủ ngon. Nấm đông trùng hạ thảo bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol xấu, cân bằng đường trong máu và tăng cường năng lực cho cơ thể. Và kế tiếp we have công ty Star Bright Alarm là công ty đại diện chính thức của Brings Home Security, chuyên đảm trách về hệ thống security tại Hoa Kỳ trên 100 năm và được bầu chọn là công ty hàng đầu với hệ thống Alarm by JD Power. Nếu quý khách có nhu cầu về an ninh và an toàn cho cơ sở thương mại và tư gia để có một hệ thống Alarm an toàn và an tâm cho mình, xin hãy liên lạc với công ty Starbright Alarm tại 1-866-218-7363 hoặc 949-383-6134.
bà xã nào mà ông xã hay về chạy gắn cái alarm, thấy ông về tới nhà bật alarm ông khỏi vô nhà luôn. Và bây giờ cao su bé bên tai đổ, ôi chua cho, lại thêm một cái phong bì bao lì xì tí ti nữa. Hello bên tai đổ of City of Westminster. Ô đường lì xì của anh năm mới chúc anh phát tài thắng tử kỳ này nghe. Dạ rồi, he's running for Westminster City Mayor. Government support him. Bên cạnh anh Tài Đỗ là anh Tâm Đỗ. Không cùng cha, không cùng mẹ, cùng khác ông nội luôn, nhưng mà cùng một họ Đỗ, giống Đỗ Tân Khoa vậy đó. Councilmember Tài Đỗ ngồi trên xe là các cô nữa, chào các cô. Dạ, các cô đây chắc cũng là hoa hậu phu nhân hay là mệnh phụ phu nhân gì đó. Dạ, chào các cô. Trời lạnh quá mà các cô nghe nhưng mà áo già mỏng chân. Dạ rồi, cái tiếp là Sergio Contreras. Where are you, Sergio? Oh, there you go. Hola. Hola, hola, ¿cómo está? Me very bien, me very muy bien. Feliz nuevo año. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi cần clear khu vực thảm đỏ để nhìn thấy Quốc Thái và Ngọc Hiền đang lái trên chiếc xe thiệt là đỏ, nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ. Thưa quý vị, chiếc xe đỏ này là chiếc xe độc đắc cho sổ số năm nay. Quý vị nào muốn mang em ấy về nhà thì hãy mua vé số 15 đồng một vé, hai vé thì được tặng free một vé. Anh Long giúp giùm em clear khu vực thảm đỏ để anh Quốc Thái có thể backup hay không, hay là đậu trước mặt anh Quốc Thái muốn sao rồi muốn. Ồ, thôi chạy luôn đi anh Thái, chạy vòng vòng đi anh Thái. Tự nhiên cái anh, thôi làm ơn. Đầu năm mà gia đình vậy sao được hè. Ok, bảo trợ bởi Simpson Chevrolet. Rồi, ở bên thảm đỏ mấy anh ở cánh trái xin khấu clear giùm em. Clear giùm em, can I clear? Sư Quốc Thái đổ chiếc xe vô, rước Quốc Thái về Ngọc Hiền cái thảm đỏ. Trời ơi, nhìn giống như là đầu năm đám cưới gì không bằng gì đó. Xe cô dâu chú rể thì còn có thảm đỏ rước nữa. Nhưng mà so gì xe này sẽ về tay của những người mua vé số. Nếu quý vị chưa mua vé số thì quý vị hãy mua. Mua vé số nha. Mua ở đâu hả quá? Anh Tiến của Vega TV mua 10 tờ vé số đi. Mua 10 tặng 5 vé luôn. Nếu quý vị muốn mua thì mua ở đâu hả quá? Các em thì quyền viên bán vé số bên cạnh sân khấu luôn. Con sẽ cầm vé số con đi bán luôn. Ok rồi. Xe đỏ, ai muốn chung xe đỏ thì mua vé số. Và moving forward, thưa quý vị, ngầu chưa? Đoàn xe vì họ. Vietnamese Harley Owner Group. Quay áo giải thưởng đóng ra anh Dan, giám đốc công ty xây cất Essential Design Innovation. Bảo trợ dẫn đầu với chiếc Crossbones màu đen tuyệt đẹp. Sau đó là luật sư Đỗ Vũ và các lãng tử của VHOG trên chiếc mã sắc thật oai phong. VHOG xin chúc đồng hương một năm mới an toàn xa lộ, rong chơi vui vẻ trong năm Canh Tý. VHOG luôn đồng hành cùng với ban tổ chức diễn hành Tết hàng năm. Trân trọng cảm tạ VHOG. Welcome V Hot, anh Khoa, anh Đỗ Vũ nè. Luật sư anh Tân Trời đẹp trai quá ha. Trời gì giống như là công tử Bạc Liêu vậy đó. Quá đã luôn. Let's do it! Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah.
tủ lạnh luôn á. Anh hả muốn ăn gì anh bỏ trong đó, chạy đói ngược lại nghỉ ăn, ăn xong về tiếp. Có xôi lạp xưởng trong đó nữa. Trong đó bảo đảm luôn. Hình như là có cá kho tộ hoặc là gì thịt kho ở trong cái thùng đó luôn đó. Mà hồi Tết này có bánh chưng với lại bánh tét. Bánh chưng bánh tét nằm chỏng luôn. Chiếc xe đó có nhiều loại lắm. Dạ. Trên tay của Quốc Thái là cái chìa khóa của một chiếc xe năm 2020. Và lát nữa đây sau cái gì là một chiến hành này, chiếc xe này sẽ được sổ số. Đó là giải động đất $15 cho một vé. Nếu các vị ngày hôm nay mua, mua 2 vé sẽ được tặng một vé nữa. Tức là $30 chỉ có 3 vé thôi, $10 một vé. Mua ngay các vị nhá, ủng hộ. Chiếc xe này chỉ có 187 bay ở trên chiếc xe thôi. Chạy rất là êm, máy lạnh đầy đủ quý vị nha. Mua vé, mua vé ở đâu? Ở đây Bank of America. Cho anh em là chút nữa ngay sân khấu luôn, sân khấu nhất luôn. Đi phòng phòng. Ai muốn mua vé số vô tay nữa tôi qua coi nè. Come on everybody. Rồi, có người muốn mua vé số. Ban tổ chức volunteer cần mang tới anh nào. We have Andrew Yang for President 2020. Man là một doanh nhân, luật sư và là nhà từ thiện người Mỹ gốc Đài Loan. Ông sinh ra và lớn lên ở tiểu bang New York. Ông nhanh tốt nghiệp trường Đại học Brown và trường luật Columbia, tổ chức phi lợi nhuận Venture of America. Ông đã được cựu Tổng thống Obama đánh giá cao. Ông được chọn làm đại sứ của Tổng thống doanh nhân toàn cầu năm 2015. Sách cuộc chiến với người dân thường, ông Andrew Yang nằm trong danh sách New York Times bestseller năm 2019. Một tràng pháo tay cho đơn vị Yang, thưa quý vị, Andrew Yang. Thưa quý vị, kế tiếp đó là HB Surgical Art, là một trong những trung tâm giải phẫu rộng lớn và chuyên nghiệp nhất Orange County. HB Surgical Art đảm nhận các ca phẫu thuật về sắc đẹp, nội soi đường bao tử và đường ruột. Ngày nay, các quý vị dưới 45 tuổi cũng được khuyến khích đi soi ruột để mà tránh bị rủi ro bị ung thư ruột. HB Surgical Art còn đảm trách chữa trị đau nhức các loại phẫu thuật tay, bàn chân và các phẫu thuật về bệnh phụ nữ. Hãy đến với HB Surgical Art để quý vị được chăm sóc tận tình và ra về mạnh khỏe tự tin hơn. Gọi ngay để có giá discount, đặt về số điện thoại 657-247-3114 hoặc là thăm trang nhà www.hbsurgicalcenter.com. Here's your $1,000 a month, $1,000 a month for the rest of your life. Census 2020. Census is hiring đang tuyển nhân viên cho các mình nhá. Hãy liên lạc với lại 2020census.gov. Đây là tổng cục thống kê dân số 2020. Kính thưa quý vị, kế tiếp chúng tôi đã nhìn thấy Unlimited You, Anaheim Union High School District. Một tràng pháo tay lớn. Welcome to Death Parade in Garden Grove. Everybody make noise, Anaheim Union High. There you go. Thank you.
district. It is consistently rated as one of the top public high schools in Orange County, California, in the nation. The school offers a rigorous curriculum from 7th grade to 12th grade and dual college credits with 100% graduation rate. We are honored to have Dr. Alicia Bailey, Oxford Academy principal and staff, join us to celebrate and participate in the Tech Parade. Western High School Tech Parade. Vietnamese Student Association proudly present Western High and Anaheim Union High School District. The school is a two-time California Distinguished High School, California Gold Ribbon School, and Silver Medalist. Trường học Magnolia thuộc khu học tránh trường học Anaheim. Trường trung học Magnolia đã có chương trình hội nhập song ngữ Anh Việt đầu tiên ở cấp độ trung học, được kết hợp với khóa lập trình và khoa học điện toán. Đây là chương trình đã được giải thưởng trung vàng của CSPA. Trường nhận ghi danh từ khắp nơi trong hạt Orange và Nam California. Trường trung học Magnolia còn là môi trường dạy chương trình an ninh mạng của học khu. Trung học Magnolia đang được đại diện bởi ban lãnh đạo, nhân viên nhà trường và các thành viên nổi bật trong cộng đồng. Kính chào quý vị quan khách, cảm ơn quý vị đã cho phép câu lạc bộ học sinh gốc Việt trường Cypress tham gia lễ mừng xuân và diễn hành Tết năm nay. Trường trung học cấp 2 Cypress đã đạt danh hiệu trường ưu tú của California và đoạt giải Nơ Vàng. Trường có số học lượng học sinh đa sắc tộc phong phú nhất trong khu vực. Các em trong câu lạc bộ học sinh gốc Việt đã làm một việc rất tuyệt vời là phổ biến văn học, lịch sử và di sản Việt Nam đến với mọi người. And next we have Luara High School, home of the Saxons, in the place where all teachers do their best teaching and all students do their best learning. We strive to ensure a positive and safe learning environment. We offer an array of courses, including career technical education courses, dual enrollment and advanced placement offerings. Our VAPA program is one of the top in the state. Luara High School offers students extra curriculum option through our athletics and club programs on campus. Ladies and gentlemen, Community Action Partnership of Orange is the official anti-poverty organization in Orange County. Their programs include utility assistance, weatherization, health and nutrition, free community center, healthy marriage and family program, the giving farms at Westminster High School, food boxes for senior and Daniel's Diamond Bank. Congress. Candidate for U.S. House of Representatives, District 32, Marshall Cash Kashifagita grew up in the ethnic diversity that is Southern California. Cash is a supporter of the Vietnamese community and is honored to be invited to this year's Tech Parade. Cash believes America is stronger when we all succeed together. Ladies and gentlemen, find him on the web at cashforcongress.com. That's Cash with a K. Okay.
1975, những chiếc xe rất nhỏ, rất dễ thương, đầy kỷ niệm. Ngày hôm nay, tại đất nước Hoa Kỳ này, sau hơn 40 năm, chúng ta lại nhìn được những khuôn mặt thân quen. Những chiếc xe nhỏ nhón này đã chở những người Việt Nam của chúng ta từ đi làm cho đến đi nội trợ và làm tất cả những gì chúng ta cần phải làm trước năm 1975 khi chúng ta còn ở Sài Gòn. Ngày hôm nay, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho đơn vị Sài Gòn xưa. Với anh Biêu Linh Ngọc và nữ ca sĩ Minh Hạnh. Yeah, rất là dễ thương và thưa quý vị. Trong khi đó thì những chiếc xe Honda Dam, những chiếc xe Suzuki. Wow, ông chỉ nhớ nhất cái xe màu đỏ. Chiếc xe màu đỏ là chiếc xe Open. Wow. Chiếc xe Honda. Xe quý vị, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị nhá. Nói với lại tất cả các con em của quý vị, những cháu của quý vị, đây là những chiếc xe mà quý vị, những ông bà, ông nội, ông bà ngoại đã đi những chiếc xe này trước năm 1975 từ Thẩm Đúc đến Sài Gòn. Và chiếc xe taxi 6570 đã chở ai? Chở ai đó thưa quý vị? Khi chúng ta còn ở Việt Nam, chiếc xe này là chiếc xe của Pháp, chiếc xe của Renault, công ty Renault. Xe Honda, chiếc xe Vespa. Ngày xưa còn bị còn nhỏ đó, còn taxi 6569. Các bạn nội là ai đi chiếc xe Lam đi đó, đi về quê rất là vui quý vị. Lấy này, quý vị nhớ đây là đường Westminster ở thành phố Calico, nhưng có những chiếc xe taxi Việt Nam của chúng ta. Hey everybody, give a big hand. Sài Gòn xưa. Và quý vị ơi, đừng quên mua vé số nha, 15 đồng mua 2 tặng 1. Mình lucky, mình sẽ có một chiếc xe màu đỏ trị giá 16.000 đô la. Và giải nhì, anh Thái. Giải nhì là cùng với lại những cái mattress, những tấm nền của anh Đỗ Tân Khoa của Magic Mattress trên 2.000 đô la. Giải thứ ba là 1.000 đô la với một dàn máy karaoke. Và thưa quý vị, bây giờ quý vị đừng có đi về, hãy tụ tập lại ở sân khấu chính của chúng tôi để chương trình sổ số sẽ bắt đầu ngay giờ phút này. Tới với lại sân khấu đây, anh em chúng tôi trong ban tổ chức đang bán những trăm vé số này. Mua ngay 15 đồng một vé, 2 vé. Mua 2 vé tặng 1 cho chiếc xe màu đỏ này ngay lập tức bên cánh trái của chúng tôi. Ban tổ chức ơi, ban xin chức, một vài anh chị em lên đây. Có nhiều mà quý vị muốn mua vé số 1.000 karaoke quý vị trị giá 1.000 đô la. Quý vị đừng có đi về, quý vị tới đây. Ô, oh, MC bên trái nha. Đây, anh Minh Nhật, ca sĩ Minh Nhật, Minh Nhật. Rồi, 100 đô la. Chưa bao giờ có sổ số như vậy. Quý vị phải nhớ là giờ phút này chỉ có khoảng 1.000 vé trong cái thùng này thôi. Và nếu 1.000 vé thì cái cơ hội trúng chiếc xe này quá nhiều. Quý vị nên ban tổ chức mang cái thùng vé ra đây ngay. Ban tổ chức đâu? Các anh em ban tổ chức tới đây bán vé. Quý vị dồn về sân khấu chính quý vị ơi. Dồn về sân khấu chính. Từ phía dưới kia sẽ vài phút nữa sẽ nhờ vé số quý vị chúng tôi đang cần ban tổ chức anh Long, ban tổ chức bán vé. Mình xé cái nhỏ ra, mình bỏ vào thùng và mình giữ cái bình lớn nha quý vị. Quý vị trở về đây, trở về sân khấu lớn quý vị ơi. Chị Hồng ơi, vé số chị Hồng ơi ủng hộ cho ban tổ chức quý vị nha. 15, ê, đồng quân, 1.000 đô la. Một dạy nhất đó là một chiếc xe $100 tiền vé. Ban tổ chức đâu? Ban tổ chức ơi, thối tiền. Anh Phan Bồi, anh Long. Ban tổ chức đâu? Không có ban tổ chức các bạn. Ban tổ chức, anh em ban tổ chức xuống đây bán vé. Quý vị thương, ban tổ chức quý vị lấy sẵn $30 cho 3 tấm vé số. Quý vị nào muốn ủng hộ cho ban tổ chức thì đưa luôn $100 lấy 10 tấm vé số.
đem cái thùng vé ra dưới này, please. Quý vị tụ họp lại ở ngay khán đài. Please don't go home. Đây, chú ơi, 10 đồng đô la. Rồi, con tặng chú luôn. Chúng tôi đang từ vé số 10 đồng đô la. Rất nhiều người muốn mua vé. Anh tiến mua nhiều vé. Tụ tập lại sân khấu lớn, quý vị. Giờ phút này là giờ phút trọng đại nhất. Viết tên, viết tên và xuống. Số điện thoại. Viết tên, viết số điện thoại xuống nào. Không cần tên cũng được. Nếu như quý vị không đem thì quý vị có cái số không, quý vị không, nhớ không, giữ không. Lại cái tấm bự, tấm nhỏ thì mình bỏ vào cái đó. Tên. Thôi tiền rồi, chú lấy của mấy nhé. Mười nhé. Không phải nhé. Quý vị, 15 đô la. Mười vé. 15 đô la cho một vé. 100 đồng cho 10 vé quý vị ơi. Bây giờ cứ tính đi, mua trên 2 vé là 10 đồng một vé, cứ vậy mà chơi. Alright, quý vị đừng về, trở lại đây cho ấm cúng. Cảm ơn chúng ta sẽ sổ ngay lập tức quý vị. Quý vị đừng ra về một mình nhé. Chiếc xe của họ đang chờ đợi quý vị đem về. Cô ơi, 30 đồng một vé. 10 đồng một vé, nhanh lên. Đây, anh cho 10 vé số. Là 10 đồng một vé. Ban tổ chức đâu ở dưới kia các anh em thì cái viên bán vé, em đi phía dưới kia kìa. Vé. Quý vị nếu mà thua ban tổ chức, quý vị cứ lấy 30 đồng ra cầm tay lấy 30 đồng, đồng vé số luôn. Quý vị đừng có về, ở lại đây quý vị ơi. Sau cuộc diễn hành chúng ta sẽ sổ ngay sân khấu này luôn quý vị nha. Đưa vé cho đội dạng nhất đó là một chiếc xe Chevrolet trị giá 16.000 đô la. Giá trị là một bộ nem matrix do anh Đỗ Tân Khoa bảo trợ trị giá 1.500 đô la. Và một giải ba đó là dàn karaoke do California Karaoke bảo trợ. Và có thêm 100 giải thưởng cho những đôi bông tai do Thiện và Ngọc Mỹ nằm trên đường ngôi sao quý vị nhé. Còn thêm 100 giải an đổi nữa. Quý vị cứ tới Tiền Vàng Ngọc Mỹ lấy một cái bộ bông tai free của mình nha. Rồi, trên tay của Quốc Thái là cái chìa khóa của chiếc xe màu đỏ Chevrolet. Hôm nay, ai là người may mắn sẽ cầm cái chìa khóa này về? Chỉ có 15 đô la thôi. Anh Lâm Hoài Thạch đã mua 100 vé rồi. Quý vị biết rằng là trong cái thùng này, nếu quý vị nào nhìn thấy, mình tính toán ra đi, chỉ có khoảng chừng 1.000 cái vé thôi, thì xác suất của 1.000 vé rất là dễ để trúng quý vị nha. Nói thật tình á, mua vé ngày hôm nay là dễ trúng nhất cho chiếc xe hơn 16.000 đô la từ Chevrolet mới toanh cáo chủ 2020. Quý vị xe nhỏ này do quý vị đưa cho ban tổ chức và quý vị giữ cái tấm lớn để có số ở trên tay. Để chút xíu nữa anh Quốc Thái sẽ đọc những cái số này và quý vị sẽ là người trúng thưởng. Quý vị ơi, mua nào. Anh em tình nguyện viên đang đứng đây để bán vé. Chúng tôi đang cần rất nhiều những người. Thank you Sandy. Gặp Sandy để mua vé. Ở phía dưới kia đã mua vé chưa? Gặp chỉ cần không? Một vé thôi, không cần nhiều. Một đây, vé chú thôi, Trương đang giơ tay. Quý vị nào 100 đồng cho 10 vé ngày hôm nay quý vị. Càng mua nhiều, càng trúng nhiều, càng may mắn hơn. Hôm nay được một cái là 100 giải thưởng khuyến khích anh Thái ha. Giải thứ nhất, một chiếc xe hơi 2020. Giải thứ hai, 2.000 đô la với trị giá của những cái bộ furniture của Mattress. Giải thứ ba, 1.000 đô la để cho mua những cái bộ máy karaoke của California Karaoke. Và 100 giải an ủi ngày hôm nay quý vị nha. Please come up. Hello everybody. Chỉ có 15 đô la thôi. Ai sẽ là người cầm cái chìa khóa này đem về nhà ngày hôm nay? Đây, chìa khóa vàng anh Thái đang cầm trên tay quý vị ơi. Càng mua càng có cơ hội may mắn trúng nhiều hơn nữa. 100 đô la của anh Lâm Hoài Thạch mua 100 vé. Đúng. Hồi nãy anh Thái lái xe, anh Thái cảm nghĩ như thế nào cho chiếc xe màu đỏ? Chiếc xe này quá smooth luôn. Nó nhỏ mà nó có vỏ quý vị ơi. Giống anh phải không? Oh, wow, thưa quý vị, rất là độc đáo. Ở trên đó máy lạnh đầy đủ hết. Chở, có người hỏi là chiếc xe này chở nhỏ mà chở được mấy người. Thưa quý vị, chiếc xe này nhỏ nhưng mà chở được 5 người. Cao kè hatchback ở đằng sau nữa. 15 đô la mua ngay nè quý vị ơi. Quý vị mua sổ số, mua vé số quý vị.
vị không phải là mình một chúng một cái xe máy tận tâm mới, và quý vị có thể tạo thêm sức mạnh để cho ban tổ chức Next Year, mình sẽ tổ chức, mình sẽ gặp nhau ở đây để mình đón xuân mới năm tới đợi quý vị nha. Để là mua 10 tờ 100 đô la mà thôi. Chị cảm ơn đang cầm vé phía dưới kia. Xin đây, chị cảm ơn đang đưa tay chào đón quý vị. Quý vị mua ngay. Quý vị dồn về sân khấu để chúng ta có một sổ số trong khoảng chừng vài phút nữa thôi. Please come down here and enjoy with us. Buy sổ số, chúng xe. Buy sổ số, chúng xe. We'd like to say this is a raffle ticket for today. Drawing, the drawing first prize will be some brand new 2020 car from Chevrolet. The second prizes is gonna be furniture and mattress worth it. $2,000 for Magic Matches. The third prize is from California Karaoke, Karaoke System, and 100 different prizes. Good to you. Please buy the ticket, $15 per ticket. If you buy two, you get one free. That's mean three tickets, only $30. Trên tay công việc vẫn còn vài tấm nữa quý vị ơi. Biết đâu năm nay mình sẽ có may mắn đem chiếc xe về chở người yêu của mình, chở bà xã của mình và chở gia đình của mình đi đón Tết, đi chùa. Hoặc là mình đi thăm thương năm nay quý vị nha. Cảm ơn chị, cảm ơn anh, ai cũng vé rồi. Quý vị, 100 đô la cho 10 vé, tính ra 10 đồng một vé thôi quý vị. Vé nhỏ này bỏ vào trong cái thùng vé nha. Quý vị ơi, nhìn thấy từ cái thùng này coi, nó ít vé, vé giờ nó khoảng chừng ngàn vé là hết rồi. Cơ hội trúng cái xe này rất là dễ. Quý vị tin không Thái đi, rất là dễ. Chỉ cần mua một thôi cũng được đó, không cần phải mua 2, 3, 4. Nhưng nếu quý vị mua 2, 3, 4 thì chắc chắn sẽ trúng. Quý vị nào á, nếu mà ngày hôm nay quý vị mua 1.000 vé đi, bỏ vô đây 1.000 vé là bao nhiêu? Là 15.000 vẫn còn lời. Cái xe này là nhiêu biết đâu, 16.000 lời 5.000. Thảm á, quá dễ luôn à. Điều quan trọng là tại sao quý vị muốn quý vị hãy cùng tay mình đóng góp để cho ban tổ chức có thêm nghị lực. Năm tới mình sẽ tổ chức nữa và sẽ gặp nhau ở đây nữa quý vị nha. Ai mua 1.000 vé là chỉ có 10 đồng chứ không phải là 15. 10 đồng thôi đúng không ạ? Là 10.000 đô la. Trong này 1.000 cái vé ở trong đó trúng 16.000. Lời được 1.000. Chữ quá. Còn nếu không trúng chạy 1 thì trúng chạy 2 cũng kéo cho số về. 1.000 vé bỏ vào đây chắc chắn 95% sẽ trúng, còn 5% không biết. Chị mua 1.000 vé phải không? Trời ơi, tôi nói chị nghe nha, mua 1.000 vé chỉ có 10.000 đô la thôi. Khi một cái rạc cái 10.000 trong vòng 5 phút xong lấy 16.000 vé không muốn à? Think about it. Chỉ còn có vài giây phút chỉ còn thôi. Vài vé trên tay còn nhiều thôi quý vị ơi. Nếu như quý vị nào mà đem cô em bé bỏng xinh màu đỏ về thì quý vị ghé ngay Ngọc Hiền lấy tấm vé màu vàng. Mua 3 tặng 1. Hoặc là hôm nay mua 40. Không, mua 2 tặng 1 cứ 10 đồng một vé. Em mua trên 2 đồng, tức là 10 đồng một vé. 10 đồng một vé, quý vị mua 2 vé trở lên chỉ có 10 đồng thôi quý vị. 100 đô la cho 10 vé quý vị ơi. Mấy cô Hoa Hồng ở dưới kia mua vé chưa? Really patient, do you buy tickets yet? Buy one ticket, get your car home. Alright, còn ai nữa đâu? Chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ sổ số quý vị. Quý vị đừng về nhé, mình sẽ tập trung vào chương trình này nhé. Phía dưới Ngọc Hiền thấy một bảo trợ lớn cho chiếc xe. Cái cô Hà Hồng lên đây lên cho vui luôn. Lên đây nào Hà Hồng luôn. I would like to say thank you to Mike from Simpson Chevrolet. Mike, thank you very much for sponsoring us tonight. Beautiful car. We would like to say hello and wish you a beautiful new year, alright? Thank you very much. The Vietnamese community, thank you to you. All right, and we were supporting you at Simpson Chevrolet. Simpson Chevrolet nằm ngay góc đường Trash
and Trash and what? And Brookers, right? The Brookers. Trash and Brookers, thưa quý vị. Ông Mỹ mà có tóc trắng đó, bảo trợ cho chiếc xe ngày hôm nay. Và ông bảo đã quý vị rằng là chiếc xe của ông chạy rất tốt. Nếu quý vị nào đã mua vé số nhưng chưa có xé cái phần nhỏ để bỏ vào thùng vé số thì quý vị hãy mau mau để bỏ vào, bởi vì phần sổ số sẽ sắp sửa bắt đầu. Chỉ còn vài phút nữa thôi quý vị, trên tay Ngọc Hiền là Ngọc Hiền gây khoảng độ 20 tờ nữa. Quý vị thương ban tổ chức, ủng hộ cho ban tổ chức để ban tổ chức có thêm nghị lực. Năm sau nữa ban tổ chức sẽ tổ chức nữa để cho chúng ta cùng vui và đón Tết với nhau quý vị ơi. Các anh ơi, các anh, chúng em đã mời được các chị hoa hậu lên sân khấu để các anh làm ơn nghe lời kêu gọi của các chị mua một vé đi, một vé hai vé gì ủng hộ đây, alright. You wanna see something? Second runner up, first princess and rose queen. Các bạn một tràng pháo tay thật lớn cho các cô hoa hậu người Việt Nam của chúng ta. Alright, you wanna say something? My tickets, they're right here. Em mời một vé đi anh ơi, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại khám đàn, nơi đây có vài tấm vé mới vâng, năm sau chúng ta biết đâu chúng có xe bừng hơn sao. Alright, vâng thưa quý vị, tiếp tục mua vé quý vị nhá. Khoảng chừng mấy phút nữa là ban tổ chức cho chúng ta sổ đây. Chỉ còn vài tấm vé nữa thôi quý vị. Quý vị, Lộc Hiền còn cầm những tấm vé ở đây. Quý vị mua hết tấm vé này ở trong tay. Tấm vé này là tấm vé hên nè quý vị. Ai sẽ là người chiến thắng ngày hôm nay với cái xe màu đỏ, nó nhỏ mà nó có vỏ đó, có camera backup nữa quý vị, cho những quý vị cao niên mà lấy xe rất là khó khăn. Anh mua vé này hết nha. Mua cái xe, mình backup cái xe thì bên trong cái xe có camera backup. Vé này là vé hên nha. Vì thế mà quý vị không phải lo lắng để mình mua xe mà mình phải sợ đúng. Hai cái là 3 cái là 30. Chị lấy tấm vé à? 30 vé thôi. Này vé này hên nè. Vé này hên. Vé này hên. 3 thứ, 3 cái với chị. Xé ra. Quý vị nào mua vé rồi chúng tôi xin nhắc nhở. Quý vị mua vé phải xé cái cùi nhỏ nhỏ ra. Xé này hên lắm đó. Tiếp tục những giây phút cuối này, quý vị biết mà khi mà lên Vegas xong, người ta nói, các cụ ngày xưa nói cờ bạc mời hay là cờ bạc hên á, là cụ hay đang mời quý vị nè. Quý vị ơi, mua vé. Đầu năm á là mình hay đi lên sòng bài, mình xin bài lucky với ông chị Khanh. Nhưng hôm nay quý vị khỏi phải đi, ngay tại khán đài này sẽ có lucky cho quý vị. Mỗi tờ vé số như vậy chỉ có $10 thôi. Mà quý vị biết năm nay đó, ban tổ chức có thêm 100 giải khuyến khích nữa, là mỗi giải khuyến khích một đôi bông tai do tiệm vàng Ngọc